Chào mừng mọi người đã đến với series Minecraft Công viên Khủng long. Hãy like, share và subscribe ủng hộ các thành viên team tụi mình để tụi mình có động lực để làm ra những video hay và chất lượng hơn nữa. Nội dung của tập trước. Con bị té xuống nước nè, bơi cứu con. Con bị té rồi. Mấy con ơi, mấy người làm cái gì vậy? Mấy người làm gì mà bắt con tôi? Đi về đây vậy ba. Ba mình bị gì rồi? Ba ơi! Ba đâu? Ba ơi! Ba ơi! Con này cầm súng bắn ba mình kìa! Ba! Lạ quá ơi! Rồi vậy là tụi mình bị con người bắt hả? Không! Đừng! Thả ba tôi ra! Thả tôi ra! Ba nè! Ba ơi! Em đâu? Em đi kiếm nút cho ba để em lạc rồi. Ê ba có người quay lại. Nấp vô. Nguy hiểm quá. Sao mấy đứa không nói sớm lại đây có người. Con đâu biết đâu. Ôi, nó khóa cửa lại. Ăn kiếm nước đi đâu. Vậy là hồi nãy thằng đó nó tưởng là nó chưa khóa cửa đó ba, nên nó quay lại nó khóa cửa đó. Giờ mình làm gì nữa ba ơi? Giờ làm gì thế? Bây giờ chúng ta phải đi tìm hiểu khu vực này cái đã. Trước khi mà chúng ta đi tìm thì chúng ta phải tìm hiểu cái khu vực này có ai cái đã, rồi chúng ta mới đi tiếp với con ạ. Cái bản đồ của nó rộng lắm. Làm sao mình đi hết chỗ này ta? Wow, quá lớn luôn á. Bây giờ đi chơi trước đã tính. Không có được đi chơi, cái thằng này đi chơi chứ hoài. Tại mày chơi mà mẹ mày bị mất tích đó con. Tại mày á. Quảng tại quá. Anh á. Sao tại anh? Em ở lại mẹ. Anh là anh lo vào bầu bầu nịnh. Hai đứa tính không được gây lộn nữa. Chàng thì đúng. Bây giờ nhìn theo bản đồ thì ba cũng không biết nữa, tại vì bản đồ này của loài người ba cũng chả biết đi đâu. Thì căn bản là bây giờ chúng ta sẽ đi vòng vòng khu vực này và mấy đứa có đói bụng chưa? Bên đây là có chuối nè ba, con ăn chuối no rồi, lâu rồi mới được ăn trái cây á. Ăn đi. Nhầm. Lấy cho ba vài trái với lại ba vô không vừa, ba bự quá. Ba thích ăn xúc xích không? Thích. Đây có xúc xích nè, để con lấy cho ba. Nhầm. Ba thích ăn hamburger không? Khủng long không thích ăn hamburger lắm con ơi. Ok, để con đem xúc xích cho ba. Đặc biệt khủng long thích ăn xúc xích. Có khi nào mình đang ăn đồng loại mình không ba? Không. Xúc xích làm từ thịt heo mà em. Mình là khủng long mà đâu có dính dáng gì nhau đâu. Để con quăng cho ba. Trời ơi, cái bánh to nhất em từng thấy. Nè, ba ăn đi. Nhầm. Nhầm. Ôi có nguyên thùng cà rốt luôn. Ê thằng lớn, mày vô mày coi thằng em mày nó nhảy lên cái bánh kem rồi coi chừng. Ê! Wow, cái bánh kem bự quá à. Ôi có cái hình. Ê, ba vô không được. Cho ba. Ba không được. Nhầm. Ôi có hình cô dâu chú rể luôn. Có hình cô dâu 8 tuổi hả? Cô dâu chú rể chứ không phải cô dâu 8 tuổi. Nhầm. Ba nghe lộn, xin lỗi, già lãng tay, xin lỗi. Trên đây có đường đi lên nè. Thôi ba ăn cà rốt. Thôi có sữa luôn. Uống sữa. Sữa mẹ là sữa tốt chứ. Khủng long con mà khủng long nhỏ. Ở trên đây nhảy xuống được nè. Sao cái khu gì đâu mà bự nhỏ xíu vậy trời, làm sao mà người ta vô được, thằng thiết kế nào thiết kế ngu vậy? Cái này là dành cho con người mà chứ không phải dành cho khủng long đâu ba. Ủa vậy hả, ba quên? Ba quên, tại ba nghe công viên khủng long tưởng đâu là cho khủng long vô đây chơi. Ôi, sao người ta nhét được chiếc thuyền vô chai thủy tinh hay vậy? Ôi. Ba, lại đây có này nè. Gì? Vụ ba gì? Ba thấy con đang đứng không? Có cái bình thủy tinh, có chiếc thuyền, làm sao nhét vô được hay vậy? Ba biết nhét không? Không, ba chỉ muốn nhét cái thằng xanh này vô lại trong mẹ mày thôi, tao không ghét cái thằng này. Nó quậy quá à. Thấy cái màu xanh là nó không ưa rồi ha con ha. Kỳ thị con vậy. Con nghi lắm. Con nghi nó không phải là con của ba đâu. Ba cũng nghi nó không phải là em của con đâu. Ôi, trên đây quá trời luôn. Ba nhảy lên đây được không? Ở đâu? Mày đứa đâu? Nè, con đang trên đây nè. Ba tìm được con không? Con đang trốn quá nè. Thách ba tìm được con á. Ba thấy thằng xanh nó chạy vòng vòng. Nhưng mà ba bắt không được nó, ba chui vô không vừa. Ôi, thằng kia nó mới cắn con.
thằng em đi cắn thằng anh là sao? Em nó mới cắn con á mà. Ê xin lỗi. Mày, tao hư mày, hư tao quýnh mày. Tao quýnh mày. Ôi trời, ba cỡ cắn nát cái đất luôn à. Ôi trong đây ổ ba cặp đất mà bà đói tới nỗi và ba muốn cặp đất luôn à. Ôi mấy bạn, mấy đứa nguy hiểm, nguy hiểm. Ê, có người núp. Em nữa. Núp đi, núp trong phòng đi. Có em nữa. Im đi, im. Ghê quá. Đợi nó đi đã. Nó đang làm cái gì vậy? Ôi. Em đâu biết đâu. Để nó quay lưng rồi mình chạy đi. Từ từ. Không, chạy không được đâu. Rồi sao rồi mấy đứa? Nó đi chưa? Chưa. Ba núp đi, con đang quan sát nè. Ủa ba không thấy gì hết. Tại ba ngắn nữa, ba không thể nào mà mở cửa chui vô cửa chui vô nhà được. À, hình như nó đang đi tuần tra đó. Ê, núp đi em, núp đi. À! Núp đi, núp kỹ vô, núp thằng kỹ em vô. Em nó báo kinh khủng. Núp kỹ vô. Chắc nãy anh la to quá. Ui, ba thấy nó rồi, nó đang đi khu vực này ghê lắm. Núp đi. Coi chừng nó nha. Ok. Mấy đứa cẩn thận. Núp vô. Nó đi rồi. Còn một đứa đang đứng ở đó, chứ mình phải canh lúc nó quay lưng đi mình mới đi được. Rồi, để từ từ. Kì. Đi từ từ thôi. Nè đi. Ê nó quay lại. Núp vô. Núp vô. Mấy thằng này ghê thiệt, giờ này chúng nó còn chưa đi ngủ nữa. Ba to bự sao đi đấy. Chỉ có hai anh em mình nhỏ mới có thể luồn lách được thôi. Ba đi cửa sau quá à. Ba đi cái hẻm đằng sau này quá. Mấy đứa nghe ba nói không? Nghe. Nó nhỏ thôi ba, tụi nó đang nói chuyện. Ôi tụi nó đi rồi. Tụi nó đi tầng tra rồi. Rồi, tụi nó đi rồi ba ơi. Ba chạy qua con lại nè. Ok, ba đang ngược theo ba. Nè, con bên đây nè. Ok, bây giờ đi đâu? Bây giờ đi đâu? Công nhận ba trốn lại đó ha, ba chui vô cái đường hẻm hay thiệt. Ba nhanh lắm. Ba mà. Rồi để con già rồi. Vô trong đây. Ở đây có gì chơi ta? Vô đâu nữa? Thằng đồ ăn không à? Ở đây có cái gì nè? Ở ngủ ăn người này ăn phí đồ ăn quá. Các bạn luôn rồi mấy đứa. Ba đừng có cặp cái gì ăn nha. Ai ba ăn cái cây này được không? Không được đâu. Ý có cái bánh táo nè. Ồ có cái đùi gà, nguyên con gà luôn. Ồ có bánh bao nữa kìa. Ok cảm ơn. Ủa nè, khoai bánh bao này, khoai tây ba. Ôi cái loại gì ấy? Sao ba ăn một lần ba ăn hết luôn ghê quá. Ba ăn luôn cái dẻ luôn mà. Ba ăn tạp thiệt chứ. Ôi ba ăn. Leo lên cục điện con ngồi rồi. Ôi thằng em leo lên cục điện rồi ba ơi. Leo xuống đi leo xuống lẹ. Ôi ghê quá. Đi coi. Ôi bình tĩnh. Ở trong hình như con thấy cái gì nè ba ơi. Ôi hình như cái đó là một cái hồ. Ôi có quá trời cá trong đó rồi ba ơi. Phải cá không? Ôi mấy đứa tắm không? Chui đây tắm cái đi. Trời ơi con cá bự là bự luôn. Bự. Ồ ở đây quá trời cá luôn. Đó phải cá không ba? Đây là một loài khủng long cùng loài với chúng ta nhưng mà nó là họ nhà cá, nó tên là Mosasaurus các con à. Con thấy nó bự quá à. Ở bơi vòng vòng kìa. Anh ấy ơi, anh gì đó ơi, cho em hỏi một cái anh ơi. Trời ơi, nó cắn mình không ơi. Nó to hơn ba luôn mấy đứa. Sao giờ này bữa tối mà mọi người vẫn còn không ở trong chuồng, mày đi đâu vậy? Tụi tôi đang tìm cách thoát ra anh ơi. Tôi cũng muốn thoát ra, mọi người có thể giải thoát cho tôi được không? Khoan cái đã, chuyện này thì tôi sẽ cố gắng giúp anh, nhưng mà anh cho hỏi là anh có biết con khủng long nào nhìn y chang tôi nhưng mà có điều là nó bự hơn tôi, với lại nó là con cái không? Rất là xin lỗi, tôi không biết cái con khủng long mà anh đã kể. Không biết đi mấy đứa ơi, khỏi đi. Làm ơn cứu tôi đi. Tôi giận. Em, tôi giận, có chừng té bây giờ. Tôi bị nhốt ở đây rất là lâu rồi, không ai cứu tôi, các anh có thể cứu tôi được không? Mấy đứa ơi, chúng ta có nên cứu không mấy đứa? Nhưng làm cách nào để cứu? Mình đâu biết bơi đâu.
Tôi đã ở đây rất là lâu năm nên tôi đã theo dõi được những cái hành động của người chăm sóc và cho tôi ăn, nên tôi có thể hướng dẫn mọi người cách mở cửa để tôi có thể thoát ra. Các anh có thể giúp tôi được không? Nhưng mà ủa mà sao anh không mở? Đó, bởi vì tôi bởi vì bên đây cái động cơ nó ở bên kia lận. Đúng rồi, ông có cái tay gì sao ông mở hay mấy đứa ha? Nó hình như ông ở dưới nước, ông không có biết lên bờ được á. Ủa nhưng rồi, mà thí dụ như bây giờ như anh là... dẫn đường tụi tôi tới cái chỗ đó đi. Bây giờ gia đình tôi giúp ông thì ông có cái gì cho tụi tôi không? Thì nếu mà nếu cả mọi người cứu tôi thì sau khi tôi thoát ra thì tôi có thể trả ơn. Điều ok gì, thì tôi tạm tin ông lần này nha. Bây giờ ông chỉ đường đi tụi tôi cứu ông cho. Ok thì mọi người theo tôi đi qua hướng này. Đây. Chỗ này cũng có đồ ăn, mấy đứa vô ăn không? Mà thôi đi cứu người ta chứ. Núp bà ơi, có người đằng kia kìa. Núp vô. Mấy này manh động chứ. Đánh lạc hướng người đó đi, đánh lạc hướng đi. Núp vô, chạy vô góc này nè ba ơi. Chạy vô. Nè ba núp ở đây đi để con quan sát cho. Rồi, ba mập lắm, để con quan sát cho. Ba chui hết vừa rồi. Ba ơi, mấy cái người đó đang đi tuần tra ở chỗ cái con khủng long dưới nước hồi nãy á ba ơi. Ủa vậy hả? Bây giờ tụi mình phải đi lẹn lẹn tới đó thôi mấy đứa ơi. Đi đường này nha, đi đường trong, đừng đi đường ngoài, nguy hiểm lắm. Để bà cắn hết mấy cái lá này cho bà dậy đi. Từ từ để đi qua kia rồi. Để con quan sát. Để bà... Từ từ thôi nha mấy đứa, cẩn thận nha. Rồi bọn họ đi qua bên đó. Kia rồi, rồi mình đi ha bây. Đi. Khoan, để mình nhìn thấy. Hamburger kìa. Ủa thôi bỏ đi. Nè, ông ơi, ông dẫn đường tiếp đi. Xin lỗi mọi người nha, tại vì tôi phải bảo vệ theo dõi động thái của tôi nên tôi phải cắt đứt cái đuôi của ông, dạng như là tôi phải cắt cái manh mối của ông ta. Ok. Đi. Thì xin nhờ mọi người đi về cái hành lang này và ở bên trong đó có cái nút, thì mọi người hãy nhấn vào cái nút đó giùm tôi để cánh cửa có thể mở ra. Em con. Long Anh nó nhảy cả tưng, nó lọt xuống mương bây giờ. Em đi từ từ thôi. Có chừng lọt xuống mương bây giờ. Đâu đường. Bây giờ đi qua chỗ này mấy đứa cẩn thận nha, coi chừng nha, dưới này nước không á nha. Trời ơi, có nào con té xuống rồi khủng long kia ăn thịt con không? Nguy cái này nguy hiểm đó. Ê ông có ăn thịt khủng long con không vậy? Không có, tôi là ăn cá không mà tôi không có ăn khủng long con. Không có, ông ăn no rồi. Có nghĩa là ông đói ông vẫn sang. Con không biết bơi á. Có gì còn bị té xuống bơi, nước là bà nhớ cứu ông vô. Trên rừng không à, làm sao đó, đúng rồi, đúng cái nút đó rồi. Nhà mọi người ok, bây giờ mấy đứa bấm tới không? Con bấm ông tới bà ơi. Cái này okay, là ba phải ba đút cái mũi vô thử đi. Ok, bây giờ ba đếm 1 2 3 ba đút vô nè. Ba đút vô cái mũi là ba đẩy nha. Chuẩn bị nha. 1 2 3. Hay quá. Lại đây, em lại gần. Ôi, tình ghê quá Rất là cảm ơn gia đình của ông. Nếu sau này gia đình của ông có cần tôi giúp đỡ thì tôi sẽ báo đáp. Bây giờ tôi có thể đi ra khỏi nơi này rồi. Tôi rất là cảm ơn và rất là biết ơn các vị ân nhân đây. Không có gì. Bây giờ ông định đi đâu vậy? Bây giờ tôi sẽ tìm cách đi ra biển. Vậy là tạm biệt em ông nha. Ok. Thì tạm biệt mọi người. Nếu có gì đó thì cứ đánh 3 cái xuống nước thì tôi sẽ tới giúp đỡ mọi người. Ok. Tạm biệt, bye bye. Bye. Thượng lộ bình an, hạ lộ nằm ngang. Ủa quên, thượng lộ bình an. Em nghĩ trời sắp sáng rồi đó, chắc mình nên chạy về đi. Trời sắp sáng rồi đó. Con nghĩ là mình ba nghĩ là mình nên chạy về chỗ đi. Đúng rồi, mình nên đi về chuồng thôi bơ, chứ ổng thôi là mình bị phát hiện á. Thì đêm mình nhưng nãy mà ba đang lo chuyện này nè, bây giờ mình thả cái ông này ra rồi mày mốt là ớm. Cái gì? Rồi. Cứu về. Đây. Ôi, núp. Kéo ba lên. Thôi. Đang núp à?
Và đang núp lẹp lẹp ra. Ngợp thở. Kéo qua lên. Thôi bọn chúng đi rồi bơi, bọn chúng cần đi rồi. Ba thấy tụi nó ba xạo quá, ba nhảy xuống sông luôn. Ôi ba biết bơi luôn ghê thiệt chứ. Em kéo đâu biết bơi đâu. Thôi. Thôi gọi chạy lại vô đường hẻm. Vô cái này vừa không? Vừa dữ lắm vừa. Ba. Ủa cái gì vậy? Ủa có hàng rào rồi. Nhầm hẻm thôi. Ba nghe cái gì đó nó xì xì. Nhầm hẻm thôi. Nhầm hẻm hả? Ôi lạc chết rồi, mình bị lạc đường rồi. Từ từ mình quay lại chỗ cũ đi. Mình quay lại chỗ cũ đi bơi. Trời gần sáng rồi. Nếu mình không về chuồng là mình bị phát hiện đó. Thằng Út mày đi từ từ coi tụi nó bắt mày bây giờ. Bạn hẻm này không? Đúng rồi bơi. Đó. Cái chỗ này là ba cắt lá nè. Để con đi từ từ vô. Ba đừng có chen. Ba mập đâu có chen. Con đi ra để con quan sát cho ba bự. Tụi bay đi đường này là ba đi. Vậy đi cái đường này làm sao ba đi? Tiêu rồi. Ba đâu? Ba đâu? Ba đây. Rồi đó đi ra đi để con dẫn đường nha. Mấy đứa thông cảm mấy đứa ơi. Ba ăn mập thay hồi đó mẹ nuôi ba mẹ không cho ba làm gì hết trơn á. Mẹ thương ba quá mà. Bắt mấy đứa làm không à. Bây giờ ba không biết gì hết trơn á. Mẹ bơi. Ê núp vô trời. Tụi nó đang tuần tra kìa. Ê ba núp vậy tụi nó có thấy ba không? Ba núp vô đây nè. Ủa thấy hả? Không, ba núp vô đây nhỏ. Con không biết nữa, con không biết tụi nó có thấy không mà tụi nó đang nói chuyện á, tụi nó không để ý đâu. Ba núp vô cái cây đó mà không thấy mà tụi nó thấy hả kỳ vậy? Không, tụi nó không thấy đâu. Thì con núp, con núp ở đây, con quan sát cho rõ. Ba sẽ núp vô cái cây này. Nó rất là vừa với ba. Cái cây này rất là vừa với ba. Wow. Chắc tụi nó không thấy ba đâu. Đó, gọi. Để con coi, tụi nó gần đi rồi. Rồi để anh coi. Từ. Đi chưa? Gọi, lẹ, gá lẹ bơi. Đu. Lại chỗ con nè. Ồ, đi đâu vậy? Nè, lên đây, theo con chạy lại lên. Có chừng nó thích nè. Tụi nó đang nhìn, tụi nó nhìn chỗ khác không? Mình dậy dây chuông, lại lết gần dây chuông ơi. Ủa mà phải đường này không ta? Đúng rồi, đường này. Con không nhớ lắm. Ba nhớ mà, ba bị nhốt ở đây cũng 2 tháng trời mà. Ơ, đi đường nào vậy? Đường nào đi? Đi đâu vậy? Không biết. À, ba chui vừa không? Hình như đường đó ba chui không vừa đâu. Chạy. Rồi đóng cửa lại luôn mấy đứa ơi, đóng cửa lại luôn. Ờ, để con sẽ đóng cửa lại. Để mũi. Rồi, vô. Vô. Dạ, ở cửa này. Ủa cửa này, lộn, cửa nào? Lộn, ủa chỗ đây mới đúng, chỗ đây nè. Rồi mở cửa cho ba vô. Vô trước đẹp. Vô trước đi, con đóng cửa lại cho. Bán xí để ba đi lấy miếng lá cái nè. Ba lắp lại cái chỗ này để cho nó được. Rồi. Ba đi lấy lá cái nè, từ ba bứt lá cái nè. Rồi. Ok, rồi. Để ba che lại. Ghê thiệt. Ba hay quá à. Rồi. Trời gần sáng rồi. Bây giờ cùng xong một đêm. Ôi có tiếng giờ. Dạ mình ngủ đi. Nó cho mình ăn. Ê, có giờ nó cho ăn rồi bà ơi. Ủa sáng rồi nó cho mình ăn sáng á. Thôi trời sắp sáng rồi cho mình ăn sớm á. Nhom. Thôi hên á. Hên là mình về. Nè, ba sẽ thịt cho mấy đứa ăn nè. Ba ơi, hên là mình về kịp lúc là lúc nó vừa tới á. Ổng hôi là mình tụi mình bị phát hiện rồi. Không mà nó tìm không ra mình là nó giết, nó đi tìm mình rồi. Mà bây giờ ba đang thắc mắc là lỡ ngày mai tụi nó không thấy cái con, cái ông kia thì tụi nó có làm sao không ta? Chắc tụi nó tức điên thôi. Bọn nó sẽ đi tìm ông kia thôi, bọn nó thì... không tìm mình đâu. Nếu mà, con cũng nghĩ vậy đó, bọn nó sẽ đi tìm ông kia thôi chứ bọn nó đâu biết là mình giải thoát cho ông kia đâu. Nhưng mà ba sợ là bọn nó sẽ kiểu như là bọn nó sẽ nghi ngờ á, kiểu sợ tăng cường lực lượng á. Con... Ê Sóc chào bạn, khỏe không? Bữa nay nãy giờ tôi đi đâu hả? Nãy giờ tôi đi cứu con kia. À, muốn kể không? Từ từ để tôi ngồi tôi kể cho ông nghe sau. Bây giờ tôi phải nói chuyện với con tôi. Trời ơi, biết nói chuyện với Sóc luôn. Ba nói rồi, ông nội dạy ba cái này mà.
Ông ngoại thôi. Thôi trời mưa rồi, bơi thôi, chúng ta trú mưa thôi. Chú mưa, xuống dưới này nè mấy đứa, xuống dưới này nè. Xuống đâu à? Rồi xuống đây nè, rồi, ngồi đây đi. Rồi trú mưa thôi. Mà thức lâu quá, ngủ rồi. Thôi mà nãy giờ con đi, tụi con cũng buồn ngủ rồi bơi. Thôi chắc tụi con đi ngủ rồi bơi. Ngủ đến trưa hôm sau luôn. Ok, khò. Hello, xin chào mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái series Minecraft Công viên Khủng long tập thứ 2 của tụi mình. Và ở cái series này là có sự góp mặt của Us Banana, Rumble, Jenny, Buren và Max. Thì hy vọng là các bạn subscribe ủng hộ cho tất cả thành viên của team Uplup tụi mình. Và để đón xem tập tiếp theo thì các bạn hãy like và chia sẻ video của mình. Cứ trên 5.000 lượt like và trên 100 lượt chia sẻ thì mình sẽ làm tiếp tập tiếp theo nhé. Và đừng quên là hãy để lại bình luận cái nhân vật khủng long nào bạn thích nhất, như là khủng long anh, khủng long em, khủng long ba, hay là chú bảo vệ hay là chú bảo vệ hay là Mosasaurus, khủng long mà bơi á đó. Thì các bạn cứ comment ý kiến của các bạn bên dưới để tụi mình có động lực làm tiếp những cái tập tiếp theo nhá. Ok, và xin chào, hẹn gặp lại, see you and have fun. Have fun. Bye bye.